Em tổ chức DB đã lưu được Facebook với Google chưa? Lưu được rồi hả? Mình update cái token lần đầu, update cái asset token của Facebook trả về. Tí nữa anh coi. Rồi đây của em download. Chắc cái phần hôm bữa nặng quá mấy bạn theo không kịp thì sao á, em thấy nặng không cái phần Google Facebook á? Rồi nãy anh kéo cái download nó mất thì em vào đây ấy lại, giờ download này nào rock của em nè, copy ra rồi chạy lại trong video là gì anh quên mất, cái up là rock. Em tạo tài khoản chưa? Tạo tài khoản đây. Được được. Nè. Ồ. À, thành công rồi. Giờ qua đây. Đâu đâu, YouTube đâu, cái bên kia đâu, tắt rồi. Được đấy. Tin bảo nhà có dỗ gì đó, không đi được. Ghi âm lại, quay video lại cho các bạn. Hai bạn bận ok, giờ bắt đầu ba cái bạn tình ha, tình đây là folder của mình nè, bạn tình mình sẽ vào đây CD CD ra lại CD viết bool ha, tại là tình bạn có bút code này rồi dùng bool về lại. Tình em thêm cái cột mà em tổ chức lưu ở trong migration luôn chưa? Cho cái file migration á, đây nè.
Rồi, đây là cuối của bạn tình. Để mình xem bạn xử lý như nào ha. Bây giờ anh chạy luôn, từ từ. Để mà có phải làm việc của em không? Yes. Mà anh tự thêm bên anh. Đây là cách cho các bạn setup luôn. Anh quay lại để có gì mai mốt các bạn làm, các bạn setup thì các bạn coi lại video. Coi lại đúng chỗ các bạn tự biết cách setup một cái dự án luôn. Hồi nãy là gì ta? Ngrok hả? HTTP 80 hả? Rồi, ở đây mình sẽ copy cái này ha. Prefactor vnm copy mình qua cái phần là Ngrok cái engine của nó để mình setup ha. Đây các bạn. Ok, PC, tại vì mình dùng API cho nên mình mà mình viết cái này bot nên mình phải cần cái này ha. Install. Rồi. Bây giờ các bạn vào đây. Localhost. Không. Facebook hôm bữa đó developer query ha và Google đó cần đây ở chỗ này các bạn truy cập được không ạ? Bây này mà xây rồi này của mình rồi. Bây giờ anh muốn chạy thử chắc ăn rồi cái dự án mình đã ăn cốt của bạn tình ha. VPN sợ nó dính gì ở cũ thì giờ mình sẽ cốt lại nha. Cốt bạn tình đây. Ủa tình em tải cái Ngrok của em về đây luôn hả? Rồi à, cho thay đổi nè là cái Ngrok này nó đã ăn cốt của bạn tình rồi nè cái okay, chắc chắn rồi. Rồi bây giờ anh sẽ thế vào cái Postman Postman Canary em. Cái này nó cũng như thằng Postman đỏ thôi nhưng mà nó là phiên bản khác tại vì anh làm nhiều dự án của anh tách ra chứ trang chủ nó có đó ông nó y xì á cũng đâu mà xì cũng vậy thấy cũng vậy ok
anh thế bằng cái của tình ha. Đây đi anh. Rồi đấy Google Facebook thử có vấn đề gì không. Ừ đổi rồi. ABI.BFB trên cùng luôn. Ở đây hả? Xem này, xem này rồi à, ăn nữa hả? Ủa sao không làm như bố mẹ nó mình chuẩn hóa con cá như vậy. Ồ ngon lành rồi đây, giờ anh click vào thử xem sao nha. Rồi của em mình nhiều PTI không nhận được. À quên cái license với cái của em nó khác với quanh nè sao. Rồi bây giờ sẽ hướng dẫn tụi em thêm các cái key và các license này vào trong file NV luôn. File này nè, dù sao mình cũng phải thêm cái này nữa. Google client Clients, great. Clients, great. À, tiếp đến mình tắt Facebook. Khi mình thêm các key vào cái file NV này thì mình đừng có boot cái file NV lên ha. Mình cho cái này vào viết ignore luôn. Rồi anh sẽ lấy các cái văn qua.
Đây, Claim ID nó là cái này. Script. Script. Rồi, tiếp đến lấy cũng hơi bức cô ha. Setting basic. Copy ID. Claim ID. Rồi. Mình sẽ đưa các cái này vào trong config luôn. Config nó đây rồi. Này mình lấy services thôi. Tại sao chỗ này mình đưa vào config như vậy? Tại vì config các bạn truy cập ở ngoài nó không bị dính két. Tí nữa mình giải thích. Ra đây mình thấy này bằng fit services nó cái này mà tên của file này, tên của cái file tiếp theo đó là tới tên này, trong này Google key ha, tương tự dưới thì Google script. Script. Rồi mình chạy xem. À, cái này là ông handle. Đúng rồi đó. Cái này là UAL. Cái này là ID. Cái này. Ok. Xem nào. Đâu, ngon lành. Rồi bây giờ anh sẽ hướng dẫn thêm cái cột này. Thêm cái cột này vào trong MyRay luôn. Platform token. Platform này access token first name last name avatar 255 em. Số số ở đây.
Rồi chạy ha. Ai vào check xem đây nào. User bắt buộc platform sẽ cần avatar sửa sổ ở đây này, cấu trúc xe nè 255 này không cho phép luôn nè. Rồi ok mình mình lấy lại link thử xem thử cái kit vào đăng nhập vào Google bị lỗi không ha. À mình sửa lại luôn cái bắt buộc, cái bắt buộc này nè nó đang để không như vậy là nó không cho phép, nó không cho phép luôn đấy, nó không cho phép cho gì luôn nữa, mà mình phải sửa lại luôn thôi, tại vì đăng nhập bằng Facebook với Google đâu ấy, đâu có bắt buộc đâu. Xin nên luôn hết cái này cũng phát luôn này. Rồi ok chờ lại nữa ha. Là sao em vào đây sửa nó không cho luôn hả? Nè có luôn nè. Ok giờ anh sẽ vào Postman ha, ok anh bấm lại. Được rồi nè, ở đây này có nè cái chỗ này nè, anh cho nó bằng array đi, array cho dễ. Handle out handle Facebook Google bạn tình khá là giỏi ha, làm được cái này luôn. Wow, lấy được token luôn. Tuyệt vời. To array. Ủa sao nó lại duplicate này? À thì em chỉ việc thêm này thôi, thêm một câu lệnh vô thôi. Chỗ đây. À, Google How handle, ok, xuống đây. New user create chỗ này nè, nó làm như này, anh vẫn giữ code của em nha, thêm code mới update create
Cái thằng trên á là mình cho luôn cả thằng này là cái vế trên đầu nên ha, update or create. Làm tư lại này. Ồ, từ nãy giờ cái da 29 nó không thay đổi, nhưng có cái số đuôi đi. Anh copy cái này luôn cho tụi em dễ để ý. Rồi bây giờ bấm lại. Này làm tư lại ha. Được rồi các bạn. Nếu nó tồn tại cái user trước trong hệ thống mình thì nó sẽ cập nhật thôi, còn không tồn tại thì nó sẽ insert thôi. Nè, hai cái khác nhau nè. Đó, thấy không? Đây. Đây anh sẽ giải thích lại ha. Là cái đầu tiên nó check nếu platform á là bằng Google nè. Và cái social ID là bằng một cái số của Google trả về, cụ thể trong trường hợp này thì nó sẽ bằng đây 117200 2736. Nếu cái này chưa có, nó sẽ so sánh, nếu này chưa có trong cái bảng này của mình á thì ta sẽ tạo mới một cái dữ liệu với các thông số như này. Đó là trường hợp không có. Còn nếu mà có rồi ha, này thì sẽ update toàn bộ thông tin trên này luôn. Rồi theo tài liệu nó ghi rõ nè. Trong ví dụ như này này, nếu chuyến bay tồn tại với cái đường đường điểm đấy hả, departure và location và Auckland và điểm đến là San Diego nè, thì drive và discount, cái cột hai cột này sẽ được update nè. Nếu không tồn tại nè, sẽ tạo một chuyến bay mới nè với các tham số mà truyền vào, để nó vừa tạo cái này vừa tạo cái này luôn. Ta là tưởng ok chưa? Ok. Được. Nãy giờ anh đăng nhập lần hai đó. Là ấy là không ra tăng này nữa hả? À, với Google thì mỗi lần mà bấm ra thì nó sẽ ra lại ha, còn với Facebook thì nó sẽ lưu cho em. Bây giờ anh sẽ qua cái Facebook mình test cái của em thử. Facebook đây. Biến thuật cũng có trên đấy hả?
Cái này nó có một cái đây nè, chỗ nào dùng cái này. Out handle có một cái lava rail, nó có một cái để anh cập anh tận dụng luôn cái thằng này. Nè AI out and đó này thôi. Cái này là drop em mỗi lần to nó tự động nó check, nó đưa ra này cho em luôn nè. Ủa rồi là tôi đưa này lên này cho em ha. Giờ xuống Facebook cái này, Facebook khi ok không, lúc generate nó đâu có cần, tại vì cái redirect URL nè, cái redirect URL của mình nó không có cái https. Nè nó có https nó mới chịu. Ok chỉ chọc luôn. Được cái này. Giờ vào bên trong chỗ auth handle này, bây giờ vào tiếp cái chỗ auth handle mình sửa ha. Facebook. Google. Facebook. Được cái này để xem tua cái dễ nhìn.
qua đây bê thôi, làm tôi lại. Facebook có hai cái phím luôn là có bị trùng, mình xử lý tương tự như hồi nãy với Google ha. Để chơi Google mình đã có này. Lia hai thằng của Facebook đi. Đây là đăng nhập lần đầu ha, nó sẽ ra này. Đăng nhập lần 2. Đây là hai tự động vào luôn, không cần phải bấm nén nén ở bên. Từ nãy giờ cũng không thấy nén luôn các bạn, mình cứ lại rồi. Ok, giờ sẽ lấy token này, sẽ lấy token này. Ông ăn từ từ, cái nội dung bài hôm nay là mình chia full flow mà đúng không? Motor controller reverse Citrine model. Rồi ok, thì tới đây thì mình sẽ đưa các code ở trong router này vào controller. Từ controller mình sẽ đi qua reverse Citrine và tương tác vào model dạng như này nè các bạn. Đây. Controller đi vào services, mà chỗ này mình không còn services hả? Đi trực tiếp đến repository và database access, nó là module á. Router đi vào controller, từ controller đi vào repository và repository sẽ module. Ok. Chứ code mà để trong một chỗ vậy sẽ rất khó control và nhiều bạn teamwork với nhau á, làm việc không có dễ bị conflict file và sửa resolve conflict khi làm việc với Git chứ. Thì mình sẽ bắt đầu từ user register ha. Cái này là user thì nó nằm trong một register, user thì nó nằm trong một user luôn, cho nên mình tách thành đây. Ui, mình sẽ tạo ra ra đất chứ. Ok, artisan make control là API user control. Mình gọi lên sign trở lại. Rồi đã tạo được một controller thành công. Đấy các bạn. Và app HTTPS controllers API user controller. Đây. Rồi giờ mình chỉ việc copy cái này vào thôi. Awesome, đấy chứ. Register. Cái này thì lấy cái này xuống. Cái chỗ hát này nè, mình view luôn ha, mình đừng có viết dài cái này ha, về sau khó nhìn ha. Cái này thì mình khỏi
trong này thì mình cũng view ha, mình tương tự view users này mình cũng bỏ đi, xóa bớt cái đường ra đi ha. Rồi ra đây comment này lại và router post copy cái cho mình. So, cùng chúng ta pass register cái này sao ảo ta, để đi chạy thử xem sao biết ta. À, hơi như vậy đúng không? Chị thấy nó sẽ sai. Register ha. Cái này trên này mình cũng làm tương tự như ở trong nè. Use user cần chọn ra này đời không ha, tắt vào bên trong nhưng mà nó vẫn chạy bình thường ha. Chỗ looking đây, chỗ register đây thì nó có một cái nhược điểm mà back end mình chưa xử lý, đó là khi duplicate nè, duplicate thì nó vẫn cho tạo lại cái chỗ email này nè. Email hồi nãy là mình bỏ cái chữ unique mình thay bằng enable cho phép luôn đó, cho nên trong cái thằng controller request này mình phải bắt nó validate ha.
Cái bên dưới này nếu có phone thì mình sẽ return response. JSON status profile message. Error validator error. Tại sao sao rồi mình chỉ view trên này hết là được. Ra lỗi đó các bạn. PVE nó lên ha. Giờ mình chạy ra bắt cái này nữa. Cái trường hợp đầu tiên hồi nãy là mình bắt cho cái thằng nó boot trực tiếp từ form. Nó không có một trang API riêng, một trang trang phone này như mình. Ok. Cái này nó maximum 8 ký tự luôn nè ha. Để mình một phần 56 thì 78 ha. Email đã thực sự tồn tại nè. Nhưng mà cái response của mình rồi lỗi của mình á nó phải có thêm cái trường message nữa. Này thì mình sẽ lấy array first. Error. First. Yes, alright. Rồi đây để mình giải thích ha. Thì cái array first này nó là này. Cái array nó có hỗ trợ luôn. Đây. Những cái array này. Array này là 0, 1, 2. Key, cái key của nó không 1 2. First mà first loop của này thôi khó luôn, cái này dễ dễ đây. Nói chung là nó lấy cái phần tử đầu tiên á, cái phần tử đầu tiên bất kể nó là 0 hay 1 là gì á, trong trường hợp này của mình nè, cái này mình là email errors, lấy phần tử 0 là lấy cái này, lấy first đầu tiên là lấy cái này và lấy tiếp một cái phớt nữa lấy cái này,
Giờ nếu mà anh để nhiều 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 lỗi đi. Chưa. Nó sẽ lấy được cái đầu tiên. Tôi nhảy nhanh thôi ha. Ok, bây giờ AI của mình khá là đẹp rồi. Handle được các cái lỗi. Rồi, okay. Tới đây thì em có gì hỏi không? Có gì thắc mắc không? Rồi, phần register đã xong ha, bây giờ mình sẽ tiếp tục đến phần login. Duplicate cái hàm register lên thành cái login. Đóng Hello đi. Router đâu rồi? API. Mở tên hai bên luôn cho tiện này. Rồi tới đây. Mình sẽ login thành với ta thành login nè. Login này hát check kiểu copy cả này luôn cho chắc. Quê unit login thì mình không còn check gì đâu ha, tại vì login thì chỉ trả về user bắt buộc run được rồi. Cái file đấy này mình bỏ đi cũng được, không sao. Rồi, ok chỗ này. Ok. Mấy cái này chạy sẽ xem sao ha. Sáu bảy tám xin được này, sửa một phát là sai này. Rồi cái này login đã xong, xóa này xong, bắt đầu mình xóa thôi cho nó gọn ha. Login đã xong, bây giờ mình xử lý cái chỗ đăng nhập bằng Google và Facebook ha. Đưa vào controller luôn. Này, user. Tạo tiếp một kênh lên là ao không ao trên đây
Mình cũng làm tương tự như kia thôi. Còn từ mình đi từng luôn ha, cao handle này. Generate URL. Generate URL trước. Function. Request. Rồi, chữ cái này copy toàn bộ code ha. Đây. Request platform direct URL cho này luôn. Cái direct URL mình dùng chung khá nhiều đúng không? Không tình. Construct 4 lần thì anh sẽ đưa vào contact luôn. Private redirect em redirect this redirect. Rồi, cái này xuống đây. Direct yourself, this ha. Direct yourself. This thing. Direct yourself. Mình cần. Ok. Rồi, dưới này trên này mà thành công hết thì dưới này mình sẽ return, mình sẽ xử lý kỹ cái này luôn là respond json json status fail ha và message something wrong. Generate URL thế nào? Từ từ. Trước khi chạy đó thì mình qua mình check lại lượt ha. Generate URL. Bỏ đi. Tương tự như thằng này ha. Get. Hello, contender. Generate. Generate here. Cái này mình ghi luôn.
Google Send. Slow ta. Không sai ta. You are not found. News. You are out. Thường các bạn thấy cái nào nó sao á thì mình cứ use nó ra là thường thường nó sẽ đúng rồi, còn không đúng thì ấy. Ủa bấm được không trời, bấm được thì mình có pin đây. À, hàng kia anh bấm cái bút này không được, để anh nào ra như vậy nè. Lô 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 lô, thấy chưa, thấy resent chưa? Ok, nóng máy thôi. Đây Google click. Command click không được thì mình bát ha. Vâng, vẫn vậy, tuyệt vời. Ở đây mình sẽ handle kỹ luôn một lượt, đó là Out controller đây. À bên trên General UL được rồi. Được rồi nè, General UL được rồi. Mình đã chuyển vô controller thành công rồi. Bây giờ mình sẽ tiếp, sẽ lấy cái thằng handle ha. Repeat. Quên nữa, để quay lại thằng này thì mình nè. Hồi nãy mình nhớ có xử lý lỗi nha, cái Google này nó vào vòng một rồi nó sẽ ra lỗi nè. Oh, something wrong ha. Okay. Rồi bây giờ mình nhấn out handle, xóa luôn thằng dưới đi, chọn xong xóa đi chị. Out handle. Này đây 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 mình được chân ha. Response season thì rest vòng về thì cái này mình cũng không cần là chú vào đây làm gì. Ok, có thiếu à? Nó có cái Google, cái Google nữa. Cái chân. Response. Season. Đổi cái nào này? À, X, Y, Z. Cái này cũng vậy ha. X, Y, Z.
Thôi, muốn chạy hơn. Ủa sao bây giờ anh bấm click chỗ này nó không ăn nữa ta? Quên, quên. Cái chỗ API mình chưa bỏ code này. Ok, handle. Trong này cái API ngoài này nè, API ngoài này trên này mình có view cái hàng đây, client mà trong này mình chưa view cho nên phải view này. User not found, use user log. Wow, được lắm ạ. Cái application bao đẹp luôn. Ở đây thì mình giới thiệu với bạn một tool đó là Application Formatter ha. Có thằng này nó mới ra cái tool đẹp vậy thôi. Nếu không có thằng này thì nó ra cái gì, nó làm sao thì đây. Mà không có nó thì nó xấu lắm. Nó dạng như thế nè, nếu mà có thằng đó thì nó sẽ ra như vậy, là không có nó ra như này. Đó, làm cục vậy thôi. Ok. Controller mình đã mua hết vào controller, xóa mấy cái code mình comment đi ha, để nó rối nha. Nè cái chỗ bot này nè mình có thể group được các bạn user này đúng không, thì mình router group. Đây. User rồi, cho này mình chỉ việc lấy hàng vào. Thế là mình không cần user nữa. Ra chạy ăn luôn.
vẫn chạy tốt ha. Mình rút thành công rồi, bây giờ mình sẽ xử lý này. Mình tạo mới một cái đấy gọi boss controller. Miss Boss Contender còn cái gì sụp làm sao khi các bạn có cái hai cái gạch resort á, nó sẽ nè thì nó sẽ ra, nó fill code thấy cho mình đó, index nè, query nè, nói chung nó tự động ra structure này cho mình luôn. Để mình lưu á thì mình chỉ việc chỗ này mình lưu thôi, xem dd ra dd nào đó. Quên nữa, Laravel controller router resource resource rồi, để mình dùng được cái cách đó mình phải có cái API này. Comment nó đi. Cái này là post. Rồi mình là post luôn. Cái này mình view post luôn. À ha, cái phương thức post nó sẽ vào đây. Phương thức post nó sẽ tự động điều phối vào cái thằng store ha. Thì mình lôi cái code post vào đây nè. Keyboard này đi. Xem. Ao không tìm thấy, thì use ao luôn. User đi bằng null là tại vì chỗ này nè bạn. Và đây mình để nó nằm ngoài cái middleware, resource nằm ngoài middleware cho nên không máy được ha, buộc mình phải thêm này vào. Cây này hồi bữa mình gặp, mình fix cho các bạn, có một bạn bị cái cây này là do cái user này không đúng nè. Bây giờ mình sẽ lấy lại cái token mà Google nó trả về, cái bên này có chứ đấy, ở đây lấy nguyên cái token này nãy đăng nhập bằng Google các bạn, copy bắt vào đây. Rồi user đi được rồi nè, không còn là null nữa.
Đó là mình vừa tạo mới một post thành công ha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục mình tạo xóa luôn luôn. À còn get me, ơ từ từ. Get me mình đang để ngoài đây luôn. Cái này hồi bữa mình không dùng tới. Yusumi thì mình để trong này luôn, và mình dùng chung với thằng này luôn. Chạy xem các bạn. Get me. Đây. Đi đi một à, không vào được vì ta cái biến là mình đã sửa lần rồi. User container ADI. Cái này chắc phải để ngoài đó. Chẳng có chưa đâu. Rồi. Giờ. Giờ cái này nè, mình không có lấy cái token bên cái environment mà mình lấy cứng nên nó bị lỗi mà. Sửa lại. Đưa nó lại không? User hiện tại đang đăng nhập. Cái này mình add thêm một folder là user ha. Lỡ hết những cái này rồi đây.
không ethan folder nữa là out google ở đây, facebook ở đây, booking ở đây, register ở đây. Đó, user chỉ chứa user me thôi, mai mốt có thêm các cái endpoint nặng nữa thì các bạn cứ add vào ha. Rồi boss, quay lại cho boss chỗ này các bạn, API này, đó ngày trước nó rất là bề bộn hoa thì bây giờ nó đã như thế này, tách ra và đi vào controller. Giờ anh sẽ làm tới đây tụi em có gì thắc mắc không? Chẳng hả? Thôi video cũng ấy từ mấy 8:30, 9:30, 10:30 gần 2 tiếng rồi. Thôi bài tập về nhà, anh cho bài tập về nhà luôn ha. Repository hả? Mình đi được vào kênh trên lên. Tạm follow full. À bài 5. Đồ bài tập này hả? Bài tập này em làm nữa không? Đúng rồi, cái bài tập số 5 này là em phải tạo migration cái này luôn. Đây này. Đúng rồi, thêm bản của mình đó thì chứa user ID, chứa post ID và content, ngày tháng comment và rồi bài tập này anh triển khai đi, có gì khó inbox anh nha. Mà anh giảng dễ hiểu không, sao các bạn rụng hết ta? Hơi ngược hả? Ủa em năm mấy? Em chủ cuối cùng. Cảnh hình như để loa, tắt loa đi ngủ rồi. Ok, vậy ha. Để anh bút code với bút video lên, có gì em coi tham khảo thêm ha. Bye mọi người nha. Bye tình.